Luffy siêu to khổng lồ. Này là ký 8 này. Cân 8, gần 2 cân. Úi giời, to thế. Xưa nay chưa được con nào to thế. Bác gì cũng biết. Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Hôm nay tôi lại ăn cá đây. Đây, cá tái nhé. Hôm nay là cá tái nha. Cay quá. Hay cho nhựa rồi. Mời cả nhà ăn cơm nha. Ôi giời, cày quá ăn xịt luôn. Cá Luffy con này cần 8. To quá, ngon. Cơm nhá. Mời cả nhà ăn cơm nhá. Thái mỏng nha.
Ngon quá. Cá ơi. Thái mỏng nha. Tôi thích ăn ớt xanh hơn. Thơm. Cá. Ý. Này, thịt cá dày ngon không? Ấy, ăn vậy nó mới ngon. Cá phải ăn vậy mới ngon. Kiểu mình làm cái nước súp là nó còn nóng, nó nóng bỏ xuống là người ta tái. Ăn vậy ăn cùng cơm nữa là ngon. Tuyệt vời, hết sảy. Được cá về chiên kho kho ăn làm nhiều ăn nhiều ngán rồi. Đấy, phải làm cái này mới tuyệt vời. Ai mà không ăn được sống, mình cứ làm tái tái này là ngon lắm, thấm phức, nhức nách luôn. Ui, làm cái nước chấm ngon ngon tuyệt vời lắm. Các bạn không kiên cứ thử làm nha, thái mỏng lát mỏng nha. Còn chiên nè, kho nè, xưa rồi, không ngon. Ăn nhiều từ nhỏ đến lớn nè, mà kiểu này nó lạ miệng, ngon. Không phải tôi khuyên các bạn ăn sống đâu, nhưng mà các bạn không ăn được sống thì làm tái đấy. Ăn sống được thì ăn ngon, nên làm tái tái này là ngon. Cá to dày. Rồi tầm 5 lạng thì đi nước sốt, nước cơm nữa, nó quá ý hiệu này nữa là chuẩn ngon hết sảy.